công bố chính thức Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thông tin về Trịnh Xuân Thanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Vừa qua, hai bên đã có những trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước. Trịnh Xuân Thanh đã vi phạm pháp luật Việt Nam, bị đưa ra xét xử công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và hiện đang thi hành án theo phán quyết của tòa án, bà Hằng nêu rõ. Các bạn vừa nghe bài của Thái An được đăng trên vietnamnet.vn qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 8 tháng 11 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chào các bạn!